Công ty Minh Long thành lập từ năm 1970, rất nổi tiếng về phẩm chất chén đĩa sành sứ cao cấp. Hiện nay đang có đại lý ở Hoa Kỳ để phục vụ quý khách. Ngoài việc sản xuất các sản phẩm đậm nét văn hóa, Công ty Minh Long còn có rất nhiều sản phẩm sứ trắng chuyên dùng cho nhà hàng. Những loại đĩa dùng cho nhà hàng gồm nhiều kiểu: tròn, bầu, vuông, chữ nhật và có rất nhiều kích cỡ cũng như kiểu mẫu. Điển hình là bình, tách trà, thố đựng canh, súp, từ chén ăn cơm cho đến chén đựng tương. Đặc biệt chúng tôi còn có loại tô ăn phở mà các nhà hàng hay tiệm phở rất thích. Đặc điểm của loại tô ăn phở của Minh Long là tô dày nên giữ được độ nóng rất lâu. Loại tô phở của Công ty Minh Long có 6 cỡ, từ cỡ nhỏ dành cho trẻ em cho đến tô xe lửa. Tất cả những sản phẩm sành sứ, chén đĩa của Minh Long được bao phủ lớp men rất trong, bóng và đẹp, đặc biệt là khó bị dầu mỡ bám vào, giúp quý khách tiết kiệm được thời gian tẩy rửa. Mọi chi tiết để tìm hiểu và đặt hàng xin liên lạc với Tùng Phó tại số điện thoại 860-586-8755 hoặc vào website theporcelainshop.com.